và chào mừng tất cả quý vị. Chúng ta đã cùng nhau đến với chương trình Bậc Thầy Ẩn Danh. Chương trình Bậc Thầy Ẩn Danh được phát sóng định kỳ vào lúc 19 giờ ngày Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông BEE thực hiện, và ngày hôm nay lại là một sân chơi mới dành cho 8 người chơi mới. Đến với chương trình này, họ phải hóa thân thành những nhân vật của chương trình với việc bốc thăm ngẫu nhiên. Đầu tiên, hãy cùng với chúng tôi gặp gỡ khách mời của chương trình. Xin được giới thiệu cặp đôi rất đáng yêu, trai tài gái sắc, Lâm Khánh Chi và Lê Dương Bảo Lâm. Wow! Đi đâu vậy? Công chúa quay về. Ở đây nè. Hai đứa em đăng quang mà. Đăng quang cuộc thi gì? Nó đi thi hoa hậu mà. Trình game show. À, vụ vậy hả? Ờ. Tự nhiên giới thiệu xinh đẹp, đồ dễ thương, đồ tưởng hoa hậu. Trời, tưởng đâu giấy hoa hậu chứ. Vậy tấp vô, tấp vô. Và xin được giới thiệu hai người đẹp ngày hôm nay, Lê Dương Bảo Lâm và Lâm Khánh Chi. Vâng à, không biết là... Hả? Sao là cướp vương miện của bạn? Thích. Không sao, em sẽ lấy vương miện của em cho chị. À, lại bị cướp rồi. Có gì đâu mà giành giật vậy. À, giờ chơi game show đi. Sao đây cọc vậy? Đợi 6 tiếng đồng hồ. Hẹn mấy giờ? Hẹn 5 giờ. Đó. Mấy giờ quay? 10 giờ mới cho quay. Tâm lý làm sao? Ổn. Đòi. Đòi sao? Đòi sao? Muốn đi về. Về với ai? Về với anh. Mới tới với chương trình rồi, khán giả vỗ tay ủng hộ rần rần vậy rồi cũng đòi đi về nữa. Anh Lâm rủ chị với bồ. Lâm giờ có muốn về không? Về đâu, ai về đâu. Đó, thấy chưa, bây giờ anh Lâm không về. Giờ chi sao? Chết. Bậc Thầy Ẩn Danh một cái chương trình rất là vui. Nghệ sĩ rất là nhiều người tham gia. Chính xác. Cũng như là khán giả ủng hộ rất là nhiều. Tự nhiên bây giờ cái mình về. Về là về sao? Biết ai đòi về không? Ai đòi về? Dương Thanh Vàng. Dương Thanh Vàng đòi về. Nhưng yên tâm Lâm thân mến, đó chính là cái sự coi như là phủ đầu thôi. Bởi vì Vàng là một... Ủa, phủ đầu là sao vậy? Phủ đầu có nghĩa là nói trước cho mọi người sợ. Nhưng Vàng là một người đi chơi cái gì người ta chuẩn bị hành trang, hiểu không? À. Đó, rất là đầy đủ những sự thông minh. Mà nãy Vàng lấy Vàng về rồi, Vàng lấy xe Vàng về rồi. Vậy hả? Bây giờ thiếu một người đó. Vậy thôi bây giờ mình về chỗ trước coi coi cái chỗ đó có phải là Vàng hay không. À. Xin mời Lê Dương Bảo Lâm cùng với Lâm Khánh Chi về vị trí của mình. Bộ đôi tiếp theo sẽ bước ra sân khấu diện kiến đến với tất cả quý vị. Đó chính là diễn viên Hữu Tín và ca sĩ Khánh Ngọc. Xin mời. Trời ơi, đi đâu nữa? Đi đâu nữa? Người ta đi mất gì mình không đi. Trời đất ơi, thôi đi vô đây. Chị Khánh Ngọc nha, càng ngày càng trẻ luôn á. Hôm nay mái tóc này đầu tư dữ lắm phải không? Em nói chị rồi, mai mốt đi chơi dẫn chồng đi chơi cũng được, hoặc là dẫn bạn bè đi chơi, dẫn ba đi chơi, chỉ vậy. Cái này ngoại lần. Ủa, ngoại luôn. Lúc này nhiều người ganh tị với nhan sắc của em ghê. Dạ, anh Hữu Tín, anh là một người ở ngoài đời, có hay gian dối với người khác hay không? Không, sống rất thật. Lỡ như hôm nay mình phải gian dối, liệu rằng anh có dối gian? Nói dối nói không được. Ủa, cái này phải biết nói xạo hả? Không phải, mình chỉ là đánh lạc hướng mọi người thôi. Mình được hóa thân. Ngọc được sống thật nhưng mà phải giả dối. Khó hiểu quá, thôi về bển đi. Một đảo tay cho hai người chơi tiếp theo. Dạ, hồi nãy có nghe thông tin ở bên này là Dương Thanh Vàng về rồi. Về rồi. Về rồi. Chốc ôn. Và xin được giới thiệu Dương Thanh Vàng chưa ra về và sẽ sánh đôi cùng với Yvonne. Xin mời. Dễ sợ thiệt. Vàng ơi! Vàng ơi! Về rồi, về rồi. Về rồi, Vàng về, về rồi. Chưa, em chưa có về. Rồi. Ủa, em chạy tới đâu em quay là vậy? Em chạy về tới cầu Tham Lương rồi tự nhiên nghe Dương Thanh Vàng em phải chạy tức tốc, chạy bỏ xe trên cầu Tham Lương chạy lên liền. Bởi vậy trời chạy ơi. Mà tóc nó dựng đứng lên hết trơn. Đứng tóc luôn. Sao em? Em ức lắm, em quay trở lại đúng chưa? Em ức. Em muốn nói gì với những người chơi hồi nãy giờ? Em muốn nói với chị Lâm Khánh Chi, anh Dương Lâm là đầu năm mình bớt khởi nghiệp lại. Đầu năm vô mà gây nghiệp liền với em vậy hả? Đúng là rõ ràng hồi nãy em ngồi trên ghế bố em nói là em mệt quá, em rủ chị với anh Lâm ba đứa mình đi về luôn. Đúng không? Đúng. Công nhận Lâm. Đúng, công nhận. Rồi ba đứa mình đi ra sẵn ở đây ngồi, tự nhiên cái giờ rồi em nói em đi về trước. Ừ. Bây giờ em quay lại. Mình vẫn vui thôi. Đây là chương trình Bậc Thầy Ẩn Danh mà. Ok. Còn Yvonne nãy giờ mình hơi dịu dàng đúng không em? Xin chào tất cả mọi người ạ. À. Làm quen với các anh chị nữa em. Các anh chị đây. Đó, bên đó là anh Lâm, đây là chị Khánh Chi nè, chị Khánh Ngọc nè, đây là Ngoại. Bé ngoại. Cái mặt thì học sinh mà cái đầu là phụ huynh vậy. Mọi người luôn ganh tị với sắc đẹp của anh em à. Wow. Mời hai đứa về. Ok. Cặp đôi cuối cùng để lấp đầy hai khoảng trống này, đó chính là hai người bạn ca sĩ trẻ rất là dễ thương, Emma và Minh Châu. 안녕하세요. 안녕하세요. 안녕. 저는 민수입니다. 저는 엠마입니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 너무 재미있어. 아, 기뻐요. 감사합니다. 아, 어떡해. 어떡해. Nói gì dịch lại cho mọi người đi em, chứ nãy giờ mình cũng không hiểu gì đâu. Dạ nãy giờ em nói là ngày hôm nay em cảm thấy rất là vui và rất là hân hạnh khi gặp được tất cả mọi người ở đây. Xong rồi anh Minh Xù khen em đẹp, xong em cảm ơn anh Minh Xù ạ. Dạ tất cả bọn em nói là sự thật ạ. Ủa nãy hai bạn nói tiếng gì vậy? Dạ tiếng Hàn ạ. Tiếng Hàn Quốc rồi chị. À tưởng nói tiếng Campuchia. Chị này à. Thôi nè, để cho bạn Minh Châu nền nã giới thiệu ạ, xin mời em. Vâng, xin chào tất cả mọi người và chào tất cả các anh chị nghệ sĩ ở đây. Khác liền. Bình thường thì em nói rất là nhiều, nhưng mà tại vì hôm nay gặp tất cả mọi người ở đây toàn những người mà em rất là thích ấy, nên là em không nói được gì cả. Thôi bây giờ có một cơ hội gặp gỡ các anh chị, thôi xuống bắt tay ôm ấp cái làm quen, đúng không? Đúng không? Đó. Đó. Mình lắm trước chứ bộ. Mình lắm trước chứ bộ. Còn bên kia nữa, bên kia nữa, bên kia nữa. Bên kia nữa, bên kia nữa. Đó, về chỗ luôn. Trước khi đến với vòng 1 thì chúng ta sẽ biết được cái vai trò của mình ngày hôm nay. Sẽ có 8 quả cầu để cho mọi người bốc thăm. Xin mời công chúa bốc trước. Ở đây em phải cái sọt rác. Em nói anh nghe nè, em bóc số 7 anh cũng nói là Su. Rồi Ngọc bóc số 8 anh cũng nói Su. Nhưng mà thực chất Su là số 3 nè. Đó, giữ nó đi. Bây giờ để coi cho nó hoành sự tráng và những người chơi còn lại xem được xem cái biểu cảm diễn đạt của mình. Mà diễn sao gợi ý đi. Công chúa coi người ta diễn nè. Mời ngoại. Trời thấy ghê quá vậy. Cái gì ghê quá. Đó, nét diễn rất là điện ảnh nha. Ngoài diễn giả quá. Chết rồi, mày có muốn nói gì không? À, tôi tâm lý tôi sau khi bóc được cái này tôi hết sức là thoải mái, tôi dễ chơi quá. Ổn định, mời ngoại về. Đó, từ từ nha, tuần tự. Châu, lên đây. Diễn chưa? Diễn đó, cái nét nền nã của bé. Người ta nét nền nã đó anh. Rồi, tiếp tục mời chị Khánh Ngọc. Diễn nét sợ hãi nè. Đúng quá, sợ hãi nè. Bé Ngọc á, diễn như là không diễn, tại vì không biết diễn. Trời, hợp lý. Duyên mà đúng không cưng? Đúng không? Ta diễn nè. Rồi sao? Ủa vậy là sao? Ai biết? Ủa vậy thôi đó hả? Vậy thôi chứ, giấu vô đừng có cho ai biết. Emma. Ok, em là số 2 nha, em ở đây. Thấp rồi. Em muốn nói gì? Em sẽ chơi trò này rất là tự tin. Cảm ơn em, về chỗ, vỗ tay, thấy ghê chưa? Mẹ rồi. Công chúa, tới công chúa coi nha. Hỡi tất cả các camera phía dưới, bắt cận hết công chúa cho em. Mở ra coi, nhưng mà bây giờ MC diễn hộ được không? Được. Mặt tôi đơ nha. Bà. Đó vậy trời. Không em diễn vậy được không? Nên đi làm MC thôi. Ok. Không được đi diễn. Cảm ơn mọi người rất nhiều, một tràng pháo tay cho công chúa về ạ. MC diễn lớn quá à. Thiệt á. Giang lên. Tới bây giờ em luôn nè. Vô. Nét kìa. Về, thôi đi về đi, đừng nói chuyện nữa mệt. Không biết nói gì nữa, cầm nào biết nói gì chưa. Đi bon, lên em. Rồi. Trời ơi, con bé này diễn tốt quá ha. Bé diễn tốt. Kính thưa tất cả quý vị, đây trùm cuối sẽ xuất hiện. Hồi nãy giờ chê người ta diễn lố diễn ơi. Để coi như thế nào mới gọi là diễn. Wow. Diễn cảnh mẹ mang nặng đẻ đau. Đẻ, chính thế mọi người đẻ, chuẩn bị 2, 3. Gặp con. Ủa con không khóc luôn hả? Rồi biết đọc chữ không? Tôi đó. Tôi sao? Cẩn thận tôi. Cẩn thận sao? Ủa sao cái mặt xanh xanh vậy? Mang về độn đi khó quá. Mà đi nè. Ngay từ giây phút này xin được thông báo với 8 người chơi là chúng ta sẽ không được lộ thân phận nha. Chúng ta phải giữ cho tới cuối chương trình. Và chúng tôi sẽ có cái cây sự thật để đặt những cái quả cầu này ở trên đó. Và cuối chương trình chúng tôi sẽ quay trở lại để mở ra người được bình chọn với số đông nhất cho Bậc Thầy Ẩn Danh. Hãy đặt cái quả cầu vào đúng tên của mình nha. Chúng tôi sẽ bảo lưu vào cuối chương trình luôn. Anh Hữu Tín ơi, cái này có cao với anh không? Mắt gì sao để cao chi vậy trời? Mấy cái này nó thấp vậy? Ok. Xin được cảm ơn 8 người chơi và chúng tôi sẽ bảo lưu kết quả này. Và cuối chương trình chúng ta sẽ chỉ bật mở ra ai là người được bình chọn nhiều nhất mà thôi. Nếu như bình chọn đúng thì chúng ta mới có tiền. Còn nếu như bình chọn sai là chúng ta sẽ về trắng tay. Và người nhận được số tiền thưởng là 10 triệu đồng là Bậc Thầy Ẩn Danh ẩn mình hợp lý. Nếu như số đông bình chọn chính xác, các bạn sẽ mang về cho mình được 30 triệu đồng. Chia đều cho tất cả mọi người. Và bây giờ sẽ là vòng đầu tiên của chương trình. Sẽ quay trở lại sau ít phút quảng cáo. Xin mời. Quý vị thân mến, Bậc Thầy Ẩn Danh đã quay trở lại và đây là vòng thi đấu lựa chọn ra đội trưởng. Và thử thách này cũng không làm khó những người chơi rất là tài tình và khéo léo đâu. Và đây là đồ đập ruồi. Thế nhưng ngày hôm nay chúng ta dùng đồ đập ruồi để nâng bóng. Và khi xuất hiện thì những cặp đôi nào đi cùng với nhau thì chúng ta sẽ thi chung với nhau luôn. Coi như là nếu như trở thành đội trưởng thì trở thành đội trưởng cả hai người luôn. Rồi. Chúng ta sẽ có 4 lượt chơi tuần tự như vậy từ vạch xuất phát. Mỗi người cầm một cái đồ đập ruồi ở đây. Sau đó chúng ta tâng bóng, tâng trái banh bay lên trời được. Dạ. Tâng qua, tâng lại, tâng qua, tâng lại, tâng qua. Rồi, được, ai cũng hiểu luôn rồi, ai hiểu rồi. Chơi đi, ai hiểu. Chưa? Chơi đây được rồi, hiểu rồi. Chơi lắm rồi. Trời ơi, cái MC nói nhiều quá. Nói quá trời nói thiệt, không cho ai làm cái gì hết. Bây giờ, mỗi cặp sẽ có 2 phút. Rồi, chuẩn bị chơi. 2, 3. Bắt đầu. Chúa ơi. Mỗi người được một lượt thôi. Chạy vô là lại. Mỗi người một lượt thôi. Rồi, cầm chặt đây nè. Lâm. Cầm ở ngoài. 1, 2, 3, rồi đi. Đây nè, đánh bóng đi, đánh cả. Lâm cầm bên ngoài, Lâm. Rồi, đúng rồi. Cầm bên ngoài, Lâm, đúng rồi. Đó. Đúng rồi. Cố lên. Yeah. Trời ơi. Có cần một cái thôi. Hay quá. Nè. Còn cái nghĩa nữa. Một cái thôi nha, mỗi người một cái thôi. Thảo Nguyên. Bị quýu á. Công chúa bị quýu. Làm chậm nó. Bắt đầu chậm thôi. Tôi chậm thôi. Trời lại luôn. Về. Đánh luôn cái mẹ tao luôn. Nó cứ quẹo vô hoài. Đấy. Đúng không? Bỏ ra chắc nó vô rồi mà không ra, không đánh cho ra. Bởi vậy trời ơi, trời ơi, lắm xảo vậy. Trời ơi, tôi bảo vệ cái thùng này. Bởi ta nói nè, tôi nói cho mà nghe, thì MC người ta nói chuyện từ từ tốn tốn để từ từ ta bình tĩnh ta chơi. Rồi đó, hối hả hấp tấp chơi, rồi té lên té xuống, rồi cái bong bóng nó đâu chịu nghe lời. Có cái trái nó vô rồi ai dễ văng ra lại. Ta là công chúa ta phải nhẹ nhàng, anh là hoàng tử phải nâng niu chứ đâu mà đánh thẳng cái bóng vô mặt bả ha. Rồi đánh bả nữa. Rồi. Tóm gọn lại, với cái sự cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ chà lết trên sàn này để có được 2 quả bóng, chúc mừng. Dạ, cặp đôi thứ hai xuất hiện, Hữu Tín và chị Khánh Ngọc, xin mời. Và 2 phút dành cho cặp đôi này, bắt đầu vô. Cố lên, cố. Rồi không, lại luôn, làm lại luôn. Đánh rồi, rồi nó mới lên. Ừ, kéo le, bà làm cho bên trái nữa. Nhẹ thôi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng. Đánh cái nữa, nhẹ thôi. Lại nha. Mệt quá. 1. Đúng rồi, đúng rồi. Từ từ thôi, từ từ thôi. Ai nhẹ đâu. Quay đúng rồi. Đéo. Về về. Hay quá. Nỗ lực, nỗ lực. Nỗ lực quá à. Rồi nhẹ thôi. Cầm bên ngoài. Hết giờ. Hết giờ. Đứa còn nè. Còn nè. Cố lên. Đúng không? Rồi, lại, về, lẹ. Dạ. Cố lên, cố lên. Yeah! Còn 20 giây nữa. Cố lên. Hai. Chưa. Rồi, lại. 3, 2, 1. Thế mới nói đâu có dễ. Cặp đôi số 2 cũng có được 2 quả bóng, chúc mừng. Xin mời cặp đôi thứ 3, Dương Thanh Vàng và Yvonne. Lượt 3, bắt đầu. Cố lên, cố lên. Bỏ đi. Bỏ luôn. Đấy. Cố lên, đúng rồi. Lên, bỏ đi. Bỏ cái nữa. Hay quá. Thị quá. Rồi, cố đâu bạn. Giỏi quá. Hay quá. Bỏ. Thắng rồi. Trời ơi, chơi vậy chơi lại. Thêm. Nổi nữa hả? Phạm Huy, 2 cái. Rồi quá. Thua rồi. Rồi. Yeah. 20 giây. Thôi thắng rồi, chơi. Ui, giỏi quá. Thôi tôi chấu. Hai đứa giống yêu nhau. Hay quá em ơi. Coi chơi đi, coi coi luôn. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trái. Phạm Huy 2 trái, còn lại 6 trái, chúc mừng. Xin mời cặp đôi cuối cùng lên. Tụi em ơi, 6 trái là cột mốc nha. Bây giờ phải làm sao qua 6 trái thì mình mới trở thành hai đội trưởng và có 2 voting. Ok, 3, 2, 1, bắt đầu. Rồi, xong rồi. Đó ra. Đó, Phạm Huy. Chạy đi em chứ. Ê. Con đúng rồi. Lên kia. Cái này dễ bị liệu lắm á. Lên. Nhanh chị. Con kìa. Còn đó em à. Còn đó em à. Ok tiếp. Đi hết tình thủ luôn. Chạy lên luôn. Ê, hai cái ở đây. Phạm Huy. Em. Ê, rồi Phạm Huy luôn. Tiếp tục. Nhớ nha, đánh bổng lên. Cố lên. Nhanh vô. Chạy luôn. Vô rồi em à. Vô rồi. Bắt đầu chơi sao á, biết kinh nghiệm. Ui. Ai quá đó. Trời ơi. Ê, hai cái rồi. Hai 20 giây, cố lên. Rồi đội trưởng rồi bà nói. Cố lên. Yeah. 10 9. No. Hello. Chiếc rổ bên kia có tới 6 trái nhưng mà bị Phạm Huy 1 trái, còn lại 5 trái, rất tiếc. Và chúng tôi xin được chúc mừng cho cặp đôi trở thành đội trưởng là Dương Thanh Vàng và Yvonne. Và bây giờ hai đội trưởng thân mến, các bạn sẽ được quyền lựa chọn thêm 3 thành viên nữa về đội của mình. Mời Vàng lựa chọn. Thành viên đầu tiên là ai? Chọn anh đi. Chọn anh đã. Anh Lâm rất nhiệt tình để mà ảnh gọi là ảnh muốn nhau muốn về đội với em. Dạ chị Nhi, em chọn chị Khánh Ngọc. Cảm ơn. Một bé. Vừa lắm. Cho vừa. Yvonne, em chọn ai? Tất nhiên là trước tiên em phải ưu tiên chị em của em trước, em chọn Emma. Dương Vàng chọn tiếp một người nữa. Em không thể nào mà bỏ anh Lâm của em. Không cần. Anh nói đó nha. Đó là anh nói. Dạ em chọn anh Hữu Tín. Rồi tiếp tục. Dạ thôi, tại vì anh Lâm bảo không cần anh Vàng cho em chọn anh Lâm ạ. Anh không cần em luôn. Em chọn anh rồi. Về bển đi. Anh không có quyền từ chối. Vàng, bây giờ còn 1 trong 2. Cho Yvonne chọn. 2 sự lựa chọn thôi. Mời Yvonne lựa chọn. Chọn công chúa, mời công chúa về đây. Ủa gì vậy? Mình có thắng không? Em nghe theo số đông thành viên của nhóm em ạ. Ok, quý vị thân mến, vòng thi đấu vừa rồi để giúp cho tất cả chúng ta xác định 2 đội chơi với 2 đội trưởng là Dương Thanh Vàng và Yvonne. Và bây giờ hãy cùng với chúng tôi nghỉ với là hạnh phúc, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay nhé. Thân mến, chương trình Bậc Thầy Ẩn Danh đã quay trở lại và đây là vòng thi mang tên Người Thông Thái. Và để xem 2 đội chơi của chúng ta thể hiện sự thông thái như thế nào. Đội của Dương Thanh Vàng và đội của Yvonne, đây chính là 2 đội trưởng. Các bạn cũng có quyền hỗ trợ, chia sẻ lẫn nhau. Ở trong đội có quyền copy bài luôn. Chỉ có 10, 15, 20 giây mà thôi cho 8 câu hỏi. Và bây giờ xin được thông báo, vòng này nếu như đội nào có nhiều điểm số hơn chắc chắn sẽ nhận được một sự gợi ý của chương trình. Điểm số được tính bằng cách trả lời đúng của từng thành viên. Và bây giờ, câu hỏi đầu tiên của 2 đội chơi như sau. Trong bài hát Chị Ông Nâu và Em Bé, chị ông trên đường đi đâu thì gặp em bé. 10 giây bắt đầu. Rất đơn giản. Chị ông nâu mà chị bé đi đâu kìa. Rồi. Và 5, 4. Emma là hút mật. Nãy là hái hút mật. Này là hái hay hút? Nó hút luôn. Hút luôn. Kem hút. Hút mật. Ok. Gì vậy? Công chúa mới làm hành động gì? Hay hút về hút. 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 Hai nãy là giết là hay hút mật. Bây giờ bôi bất chữ là hút mật. Rồi, ok. Chị bay đi tìm nhụy làm mật ong. Rồi, chị bay đi tìm nhụy làm mật ong. Trả lời không giống ý kiến với đồng đội. Bên này thì là đi tìm mật, đi tìm mật, đi tìm mẹ. À không, đi tìm mật, tìm nhụy. Ồ. À, lỗ mà tìm nhụy. Đây, chúng ta có tới 3-4 đáp án lận. Làm mật ong. Ồ, quá, đi về đi. Chơi game mà cọc. Chơi game mà quạo quá à. Cảm ơn Lâm. Tuyên bố Lê Dương Bảo Lâm làm lớp trưởng. Yeah. Có bạn nào nói chuyện nhắc thầy. Và đáp án của chương trình: chị ong nâu và em bé. Chị ong trên đường đi đâu thì gặp em bé. Chị bay đi tìm nhụy. Chúc mừng. Trời ơi, đúng mỗi đội có chị 1 điểm. Chị đúng rồi. Chúc mừng. Làm mà mật ong chi vậy bà? Lớp trưởng. Dạ. Bạn nói chuyện kìa. Ủa. Dạ con quýnh bạn rồi. Ok con. Và bây giờ sẽ là câu hỏi số 2. Bá Kiến đã mặc cả và mua cậu vàng với giá bao nhiêu đồng? 20 giây bắt đầu. Vàng. Bá Kiến mua em nhiêu vậy? Cái gì vậy? Bá Kiến mua cậu vàng bao nhiêu? Đây nè, cậu vàng nè. Khoan nha, mình thảo luận nha, đúng không nha? Em nhớ là vậy á. Nói nghe nè, mua nhiêu cũng được. Chắc bằng 5 đồng. Chắc bằng 5 đồng. Mấy đồng? Bao nhiêu bao nhiêu? 5. 3 đồng 6 đồng. Biết nha. Tại mua 100 đô hả? Dạ 3 đồng 6. Tại sao lại là 3 đồng 6? Tại anh Lâm anh nói với em là 3 đồng 6 hả? Tại sao nhắc người ta 3 đồng 6? Ôi tôi dụ bên kia cho nó hư bài. Rồi tại sao 2 won? Tự nhiên đang viết tự nhớ 2 won cái 2 won. Tại sao công chúa lựa chọn là 100 đô? Bà lại chìm đi, bà bán khách nước ngoài Việt kiều á, bà đô. Tại không có tiền lẻ. Tại vì bà kia không thích xài tiền đô. Thời đó làm gì có tiền đô. Quên cái gì nữa, xe bét rồi. 3 đồng, tại sao lại là 3 đồng? Em viết bừa vì em không nhớ. Cảm ơn em. Rồi nguyên một nhóm bên này là trả lời là không mua. Rất giỏi, tại sao không mua? Em nhớ là bà Kiến còn ngồi đây mà. Bá Kiến mua là nó mất tiền rồi. Trong lúc như thế này thì em chấp nhận để đồng đội em đúng được 4 điểm. Em chấp nhận là... Vì sao? Em nhớ là trong chuyện của Nam Cao thì người mua cậu vàng là không phải là Bá Kiến. Ông là Lão Hạc bán cho một thương lái mua chó. Đúng là đánh bả chó cho con bạn chết rồi mua. Nó mà nhiều quá qua đi. Chính xác là như vậy. Và đặc biệt hơn hết, Bá Kiến và cậu vàng thuộc hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Bá Kiến là nhân vật nằm trong Chí Phèo, còn cậu vàng nằm trong Lão Hạc. Chúc mừng cho đội nhà mình. Vậy là 4 điểm đã thuộc về đội của Dương Thanh Vàng. Ngay bây giờ sẽ là cuộc gỡ điểm của đội nhà mình. Nhà mình ơi, cố lên. Lớp trưởng phải làm gương. Dạ. Tại vì lớp trưởng không biết. Lớp trưởng ngu muội. Tại lớp trưởng lo canh mấy bạn còn lại không phải. Đúng rồi. Câu hỏi tiếp theo như sau. Năm 2020 tương ứng với năm âm lịch là năm gì? 10 giây bắt đầu. Quá dễ. 10 giây. Đâu. Hai nữa là em thất vọng lắm nhà mình ơi. 5. Đúng không? Yeah. Trời viết quá kìa thầy ơi. Trời quá con viết vậy. Mời bạn mở ra. Dạ, giấy trắng nha quý vị. Em lại hồi nãy cái gì? Hồi nãy hỏi năm 2020 viết 2019. Trời canh tí có gì em không biết. Năm con chuột canh tí. Năm con chuột canh tí đúng rồi, đúng rồi. Mời con trả lời. Dạ thưa thầy, năm canh tí chúc mọi người sức khỏe như ý, tiền bạc hí hí hí. Tiền bạc hí hí là gì? Tiền bạc vô tỷ tỷ. Tiền bạc chị tới tỷ. Đứa nào mà mắc một mí thành 2 mí. Thôi mệt quá, tại sao năm canh tí nè? Tại vì năm canh tí là năm con chuột. Biết rồi. Mà mắc hí thì giống con chuột. Mệt quá đi. Rồi, em hỏi chị nhiều gì? Năm canh tí luôn. Bên đội nhà bạn thì sao à? Canh tí. Nhưng thầy thấy một bạn viết sai chính tả là y ngắn. Dạ. Trừ điểm. Dương Thanh Vàng. Trừ điểm. Tất cả các bạn ở đây đều là y dài. Vậy tại sao em là y ngắn? Cái tí này hồi xưa em tại vì hồi đừng chia buồn với Dương Thanh Vàng. Những người canh tí y dài được điểm. Câu hỏi tiếp theo như sau. Này là liên quan tới chuyện cổ nha. Ok, trầm, để tôi nha. Em tin anh đó nha. Không, chuyện cổ Lâm rành lắm. Hai anh em nhà Rim nổi tiếng với chuyện cổ Rim. là người nước nào? Chết rồi, câu này 15 giây. Vậy hả? Châu Âu nha mọi người. Đúng không? Đúng rồi, em nhớ, em nhớ. Vậy cho dễ đâu đúng không ạ? Anh Vàng giỏi quá hả? Đâu cho con. Bây giờ chuyện nước ngoài chỉ có gì đâu. Anh với Nga thôi chứ không có ngoài gì hả? Italy, Su. Ý. Hồi nãy đã canh tí không lẽ bây giờ là Ý đúng nữa? Không có, em không nhớ là chính xác là một trong hai là Ý với Đức. Nhưng mà nãy quên kêu đồng đội chia ra 2-2. 50-50, Ý và Đức. Nhưng biết nó được đúng là được 4 luôn. Bên đây là... Nó đi Đan Mạch. Nó đi Đan Mạch chơi. Anh đi Đan Mạch chơi. Tại sao lại là Đan Mạch? Yvonne. Em chọn bừa tiếp ạ. Tại vì em thấy mấy chuyện kiểu xưa như thế thì nó hay là xuất phát ở cỡ châu Âu ấy ạ. Châu Âu. Thì một trong những nước kiểu như là Thụy Sĩ, Đan Mạch thì em thấy Đan Mạch có vẻ có lý hơn. Rồi ok. Thì tại sao công chúa lại lựa chọn Anh? Công chúa thích Anh. Thích nước Anh. Còn em tại sao chọn Anh? Dạ em đang suy nghĩ, em đang định viết cái bà công chúa kêu Anh luôn. Đáp án chính xác của chương trình đó chính là nước Đức. Wow. Rất tiếc cho Dương Thanh Vàng. Wow. Hồi nãy đã nghe rồi, 50-50. Bên đây tham quá. Được ăn cả ngã về không đó. Câu hỏi tiếp theo như sau. Cái gì là bộ phận của chim nhưng lại xuất hiện trên cơ thể của con người? Không được. Đây là câu đố chở. Cháu hồi nãy đó. Con này bẫy đó. Cái gì là bộ phận của chim nhưng lại xuất hiện trên cơ thể người? 3, 2, 1. Nhớ bạn. Vết chân chim, và vết chân chim. Bên đây là mở ra lông. Thầy tuyên bố Lê Dương Bảo Lâm không còn là lớp trưởng nữa. Thôi, đúng mà. Thầy cho làm lớp phó kỷ luật. Đội nhà bên mình, bên cánh phải. Nói chung là đến gần với cái khu vực là vết chân chim thôi. Chứ chưa, nó mới có lông với con mắt thôi. Là lông nheo với mắt thôi, chứ chưa có vết chân chim. Bên đây, hoàn toàn chính xác. Chúc mừng. Nếu như câu này trả lời không đúng nữa thì trục xuất không cho làm lớp phó nữa, làm tổ viên thôi. Câu hỏi về địa lý chắc chắn các trò bên cánh phải sẽ trả lời được. Câu hỏi như sau. Tứ giác Long Xuyên nằm trên địa phận 3 tỉnh nào của nước ta? Tứ giác Long Xuyên. Ông Vàng ông giỏi lắm. Tứ giác Long Xuyên hả? Tứ giác Long Xuyên nằm trên địa phận 3 tỉnh nào của nước ta? Nhiều quá vậy. Tứ giác Long Xuyên. 5 giây. Có ghi khác không? Đứa nào ghi khác không? Hết giờ. Lần này thì thầy muốn xem tuần tự. Thầy muốn xem lớp phó kỷ luật trả lời như thế nào. Dạ thưa thầy, nói về cái địa lý là con rành lắm. Mời. Đây. Cần Thơ, Vĩnh Long, Châu Đốc, Đồng Nai. Tại sao có Đồng Nai khúc cuối? Dạ đây là quê hương của con, sinh nơi con sinh ra. Cần Thơ là quê hương của mẹ, Vĩnh Long là của cha. Châu Đốc hôm qua mới xuống diễn thú hề. Mở Đồng Nai đi. Nè bây giờ là Long Xuyên là nằm chính giữa nè. Đi xuống thẳng đấy là tới Châu Đốc. Rồi trước khi qua phà là Cần Thơ. Chọn 3 tỉnh này. Đáp án của bên mình là Long An số. Long An, Cần Thơ, Bến Tre. Gì mà sao tôi thấy là Bến Tre nó hoặc là Tréo Ngoa. Em viết thêm, còn em đáp án của mình là em nghĩ là đồng bằng sông Cửu Long. Long Xuyên. Không phải, em nghĩ là tam giác thì chắc chắn là phải có Long Xuyên này nè, xong rồi từ Long Xuyên em xuyên ra đồng bằng sông Cửu Long, Vĩnh Long. Mời các bạn dơ bảng. Chúng tôi đồng lòng. An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang. An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang. Như trên. Bên kia đoàn kết thật sự luôn. Ủa sao bên kia hay quá vậy? Cái đội bên này á là copy bài đều. Người ta đúng là được điểm nhiều vui chứ. Và đáp án chính xác của chương trình là tứ giác Long Xuyên là một vùng đất hình tứ giác thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long trên địa phận của 3 tỉnh thành. 2 chấm. An Giang. Có An Giang. Em có đồng bằng sông Cửu Long. Cần Thơ. Cần Thơ đúng. Có kìa, lấy đúng Cần Thơ. Xuất sắc. Và Kiên Giang. Wow. Đấy em cũng có nè, Hậu Giang. Em còn một cái. Câu hỏi vừa rồi 8 người chơi trả lời không hoàn toàn chính xác, chia buồn với 8 người chơi. Câu hỏi thứ 7 như sau. Câu hỏi này là câu đố nha. Chữ gì thêm hỏi thì nóng, bỏ hỏi thì mát? 20 giây bắt đầu. Chữ gì? Vàng. À đúng rồi em nhớ cái chữ đó, anh nhớ rồi. Bên đây không nhận sôi nổi à. Đây. Bắt trước. Đúng nha. Thôi nè mấy em cặp dê ơi. Nghe tôi đi. 3, 2, 1. Dơ bạn. 4/1. Phong là gì? Là gió. Phong là gió. Gió là mát. Còn dấu hỏi là phỏng. Phỏng. Không bao giờ sai được. Bên đây, vậy thì hãy đối đáp lại nào. Khoai là em muốn nói là cái này là cho bông. Nếu như mà thêm dấu hỏi là bỏng, ôi bỏng quá. Còn bỏ là bông. Sao mát? Bông thì có bông cúc, bông sâm bi đao. Cái kia dấu ôn nha. Lớp trưởng trai chính tả. Càng nói càng lôi à. Trời ơi. Ủa là mình là viết chung là bông hết. Bông dạ, hết. Dạ, tin anh Long chứ là bông hết. Tin hết. Dạ, đội này rất đoàn kết chết hết. Dạ. Đội này đoàn kết chiến thắng. Chúc mừng. Trời ơi, bên kia giỏi quá à. Lưu ý trong cuộc sống mà, chúng ta lúc nào cũng cần có một cái sự kỳ tích, đúng không? Phải có một lần đó để mình biết được là mình được danh dự như thế nào, đúng không? Câu hỏi danh dự bắt đầu. Okay. Câu hỏi cuối cùng của chương trình rồi. Dễ thôi. Trời ơi, liên quan tới chuyện 1001 đêm. Trời ơi, không biết ơi. Xu luôn, đổi đi. Xu cái gì? Bây giờ liên quan tới cái chuyện Alibaba. Ok. À, chuyện Alibaba đến 1 đêm hả? Đó. Hổm đọc có 1 đêm đầu rồi ngủ quên. Diễn kịch ngày xưa. Dạ bao nhiêu tên cướp? Ngày xưa Alibaba và 40 tên cướp. Đúng. Mà tôi diễn nguyên cái mùa nghỉ hè 50 sức mà không lẽ tôi không biết câu này. Câu hỏi thách thức của chúng ta như sau. Theo bộ truyện 1001 đêm, nhân vật Alibaba làm nghề gì? Trời ơi, hay luôn. Chị ơi. Chị ơi. Viết đi. Em nhớ là vậy đó nha. Vậy má ơi. Đúng không? Chạy đi hả? Nào. Này Aladdin. Aladdin nó sợ mất túi. Thầy muốn Lâm trả lời cuối cùng. Dạ. Bởi vì cái này là câu hỏi trúng tủ. Dạ. Đúng chưa? Bây giờ thầy muốn hỏi tổ bên cánh trái. Mời các bạn. Đáp án là cướp. Thất nghiệp à? Không có người gì để làm à? Alibaba phải không? Đúng. 40 tên cướp đúng không? Chính xác. Thất nghiệp. Trộm vặt. Ăn trộm. Thì nó cũng giống nhau. Đúng chưa? Hình như em lộn chuyện rồi. Nãy chuyện Aladdin và cái đèn thần. Đúng rồi. Đúng rồi, đi ăn cá bạc, Xu. Em nói đó. Đốn củi à. Đốn củi. Đúng 2 lần củi là củi. Đốn củi. Vì sao lại là đốn củi? Mời lớp phó kỷ luật chúng ta sẽ đứng lên. Diễn 50 sức nha. Nói cho thầy vàng nha. Thuyết trình lại cho thầy. Kể lại câu chuyện Alibaba và 40 tên cướp với cái nghề đốn củi. Rồi mời con. Minh Quả luôn. Ngày xưa ở trong một khu rừng nọ. Rồi sao nữa? Rồi trong có một bác miệng hiện củi. Lại thấy không? 2, 3. Alibaba nhìn dần trăng sáng chiếu trên trần gian. Alibaba. Hôm nay Alibaba vô rừng đồn cui chặt được 3 chành cây. Alibaba. Là không có việc làm vô rừng đốn củi. Nhớ lộn cây tre trăm đốt rồi. Lộn cây tre chăm đốt rồi. Diễn 50 xuống mà đống củi. Và đáp án chính xác của chương trình đó chính là theo bộ truyện 1001 đêm, nhân vật Alibaba làm nghề đốn củi. Chúc mừng. Thế nhưng chúng tôi hoàn toàn đính chính. Câu chuyện kể của Lê Dương Bảo Lâm hoàn toàn là sai sự thật. Nhưng mà miễn sao ta trả lời đúng thôi. Đúng xác. 4 điểm cho đội của mình. Bây giờ cho lên là lớp trưởng, tại vì bây giờ lấy lên danh dự rồi. Dạ, Lê Dương Bảo Lâm vì sự duyên dáng cho nên quay trở lại làm lớp trưởng. Bây giờ giờ tổng kết lại số điểm nè. Hai đội chơi của chúng ta đã trải qua 8 câu hỏi và chắc chắn rồi, với rất nhiều tiếng cười, sự duyên dáng ở đây. Thế nhưng đội duyên dáng nhất thì lại bị thua cuộc bởi vì trả lời không được nhiều điểm hơn đội ở bên đây. Đúng rất là nhiều câu và đúng một lần 4 thành viên ở trong nhóm luôn. Cho nên đội chiến thắng mang về cho mình gợi ý đầu tiên sẽ được chúc mừng cho đội của Dương Thanh Vàng. Yeah. Đây là quả cầu với sự gợi ý đầu tiên chắc chắn rồi dành cho đội thắng cuộc trong vòng này. Xin mời các bạn thảo luận. Thảo luận. Tò mò ghê á. Đội của Dương Thanh Vàng thân mến, đội của mình đã nhận được một sự gợi ý. Không biết là ngay bây giờ thì các bạn có muốn chia sẻ điều gì với đội bên này hay không? Bên kia làm sao? Bên đây nó không cần chia sẻ. Tại vì bên đây không cần chia sẻ thật sự, tại vì bên đây biết rồi, nhìn là biết. Nhìn là biết. Tại vì mấy em còn non xanh lắm, diễn mà mặt xanh lè xanh lét, mặt tím rịm. Không, là trong này là gợi ý là cái người đang giữ cái lá bậc thầy ẩn danh nằm trong này. Là ai? Nó cần biết thôi. Bên đây đâu cần hỏi đâu. Thôi giả bộ hỏi cần đi, người ta chia sẻ chứ không hỏi. Rồi cần. Cái gợi ý của chương trình vừa rồi á, nó rất là có lợi cho đội bên đây. Nói chung nó loại được phân nửa. Mé bên đây gần như là an toàn, chỉ có một trong 4 người bên kia lại thôi, thế cho nên là không có gì để phải giấu giếm bên đội bên đó cả. Nhưng mà chắc chắn là bên mình có chia sẻ cũng chia sẻ bịa ra. Đúng rồi. Nói thật đâu. Hợp lý luôn. Trời ơi. Nắm ra là ở đây nó thật sự ta sẽ hỏi câu là có cần nghe chia sẻ không? Có cần cũng đâu nói thiệt đâu, nghe làm gì nên không cần. Hay không quá cần. Không cần. Cảm ơn công chúa. Em đang nghi vấn ai? Thật ra là em vừa mới nghe bên kia chia sẻ thì em cũng đang rất là suy nghĩ. Tại vì em nghĩ là bên kia cũng không có lý do gì mà nói dối bọn mình ấy. Rõ ràng. Mấy người xấu hay chơi đẹp lắm em. Cái đó là em lầm nha. Lầm nha. Em sai lầm vẫn là em nha cưng. Nhưng lúc này thì em vẫn nên là chính mình nha. Đôi khi mấy anh chị cũng không sáng suốt lắm đâu. Xin mời anh ạ. Em nghi vấn Dương Thanh Vàng. Bởi vì khi cái lời nói ấp úng, mặt thì xanh lè xanh lét. Và cái tính trong showbiz là Vàng là người làm cái đồ ăn gian cũng như là gian lận. Nói cái gì bạn bè mình chơi với nhau ăn gian đâu. Vui thôi, giỡn vui. Nhưng mà tính Vàng thuộc về là tính xấu trong showbiz. Cho nên là Lâm nghi Vàng. Vậy thôi. Công chúa là thật sự ra cũng không muốn đón Vàng. Nhưng mà tại vì hồi nãy lúc đầu mà diễn cái gương mặt đó là cũng thể hiện ra cái người không có thực thể. Vàng bây giờ cứu em diễn là có nét thân thiện hơn em. Em cho dễ chơi. Không, cái đó giả lắm em. Giả lắm cưng. Tự nhiên muốn cứu là mà cứu không nổi luôn á. Yvonne, em đang nghi vấn ai? Đầu tiên thì mới qua một vòng chơi á, cho nên là em cũng chưa có cơ sở gì nhiều. Nhưng mà khoảng 51% là ở team em. Team em? Nhưng mà em chỉ đoán thôi, đấy có 51%, còn 49% là bên kia. Ok, rồi, trong 3 người còn lại đây đúng không? Dạ. Bây giờ hỏi bên kia, chị Khánh Ngọc, chị đang nghi vấn ai? Chắc chắn là chị đang nghi team bên kia. Ok, tạm thời là ai? Chị nghi em mà. Vì sao? Mặt nó lạnh quá. Chơi chị đấy. Đó, nó diễn mặt lạnh. Đó, đấy chứ nó vẫn diễn mặt lạnh. Đó. Bé nó thôi quyền diễn vậy rồi. Biết sao mặt nó xanh nhưng mà nó cố tình nó mặc áo màu đỏ để nó hất lên trên cái mặt nó cho mặt nó đỏ. Mặt màu đỏ để em mang là sự chiến thắng cho em, tại màu đỏ là màu của sự chiến thắng. Chị có quyền nghi. Đúng. Người ta có quyền nghi. Vàng, bởi bên kia đã có 2 vote cho em rồi. Em thấy sao? Tuy lại cưng. Cái này là chương trình Bậc Thầy Ẩn Danh. Thì cái người là bậc thầy ẩn danh đó, nó phải biến quá khôn lường, phải có tài ngụy trang giống như tắc kè gì đó mà người bận đồ mà tắc kè mong nhất là Chi. Em như chị Chi. Đồ nhiều màu nhất chỉ có chị Chi thôi. Nói về màu nhã nhặn, màu hồng. Okay. Người đàn ông bằng đồ màu hồng. Người đàn ông bằng đồ màu hồng. Hiện nay Hữu Tín đang nghi ngờ ai? Thật ra mới vòng đầu cũng không có nghi ai hết trơn á. Dạ. Ai cũng khéo léo, che đậy, kín đáo, gọn gàng. Ổng vai mặc hỏi đâu. Mặc 2 áo đúng không? Xong có áo len bên ngoài nữa đúng không? Cô bé mùa đông. Cô bé mùa đông đó hả? Cô bé nóng nha. Cô bé đó không phải đâu. Không phải đâu. Móc đúng cái bậc thầy rồi cô bé quýu à. Rồi vậy. Cô bản lĩnh lắm á trời. Tiếp tục Minh Châu. Tại vì là đây là team em ấy nên là em cũng không thể nào mà nghi thành viên của đội mình được. Tức là linh cảm của bên kia sẽ nhiều hơn. Bên kia thì nếu như mà so bên kia thì em thấy chị công chúa là đáng nghi nhất. 2 phiếu dành cho công chúa. Emma nữa. Emma lúc mà nói mà mặt rất là kiểu bình thường. Emma không có vậy. Tại vì em chơi với mấy anh chị lớn cho nên là em cũng phải quéo, em không phải sợ. Em sợ là em to tiếng quá thì em bị hổn, nên là em cũng hơi bị xanh mặt là vậy. Hiện nay 8 người chơi của chúng ta cũng chưa bật mí ra một cái sự thống nhất cuối cùng nào cả, bởi vì chúng tôi còn tới 2 gợi ý rất đắt giá phần sau nữa. Hãy cùng với chúng tôi đến với vòng tiếp theo của chương trình. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với vòng thi tiếp theo mang tên Vận động đồng đội. Xin mời. Quý vị thân mến, Bậc Thầy Ẩn Danh đã quay trở lại và đây là vòng thi đấu mang tên là Tượng Hình Tượng Nghĩa. Bằng cách nào chúng ta sẽ vượt qua được? Rất đơn giản thôi, lần lượt mỗi đội sẽ tham gia thi đấu. Chúng tôi có 4 ô, 1, 2, 3 và 4. 4 người chơi sẽ đứng ở vị trí này. Người chơi cuối cùng sẽ bị bịt mắt lại, không thấy 3 người chơi đầu tiên của mình đang làm điều gì cả. Và bớt quậy lại nha. Mình là lớp phó kỷ luật nữa, là lớp trưởng nữa nha. Đây là một cục đất sét rất là to. Và nhiệm vụ của mỗi người chơi tuần tự như sau. Khi mà Minh Xù đứng ở vị trí đầu tiên cho các bạn từ khóa ví dụ như là bông hồng, thì cái người đầu tiên này sẽ không được nói bất kỳ điều gì cả. Và chúng ta chỉ nặng thôi. Chúng ta chỉ 30 giây mỗi lượt của mình nặng mà thôi. Nếu như Lê Dương Bảo Lâm nặng không kịp thì sẽ đưa qua cho công chúa. Công chúa nặng tiếp tục và không kịp nữa, 30 giây hết rồi, sẽ đưa qua cho Yvonne. Và cuối cùng Yvonne sẽ phải hoàn thiện nó trong vòng 30 giây còn lại của mình. Và Emma sẽ là người đoán. Đó là luật chơi của chương trình. Mỗi đội sẽ có 3 từ khóa để vượt qua. Nếu như đội nào có nhiều đáp án chính xác hơn sẽ nhận được gợi ý mới trong vòng thi đấu này. Và bây giờ Quánh Tù Xì lựa chọn đội nào thi trước. Đội này thi trước. Vì sao? Không cần Quánh Tù Xì. Tại vì bọn em quyết chiến quyết thắng à. Nhưng đâu phải mình thích là được, bên đây đồng ý không mà. Trời ơi, đâu phải thích là được đâu, cho đó. Cảm ơn. Rồi, mời đội hình của mình. Rồi, mời công chúa đeo mặt nạ. Từ khóa đầu tiên dành cho đội của mình cùng nặng. Mỗi bạn sẽ có 30 giây. Bắt đầu là Emma, từ khóa như sau. Công chúa hồi cung 15 giây suy nghĩ và chỉ nói một lần duy nhất mà thôi, không được nói lần thứ hai. Bây giờ ai mà ồn là phải điếm lại từ đầu đuôi nha. Đúng, tôi nói rồi, để tôi tập trung đó, tôi đó. Tôi nói từ cái chết liền. Mình là cái tôi dùng cái lưỡi già vậy má. Cái lưỡi đâu từ đầu. Trời, tôi biết được chết liền á. 5 giây nữa. 5 Con rùa. Con rùa. Kính thưa quý vị, đây là tượng nhân con rùa theo như trong tưởng tượng của công chúa. Và đây mới là đáp án chính xác của chương trình. Doraemon. Nặng giống mà. Chúng tôi xin phép được nhồi lại, tại vì chúng tôi không muốn làm các bé hoảng sợ khi coi cái con Doraemon kỳ cục vậy. Quyên cái lưỡi đưa ra xô. Bây giờ công chúa có quyền được thay đổi vị trí. Công chúa muốn vô đây không? Tôi đoán cho. Lâm đoán đi. Rồi, mời Lâm. Từ khóa số 2 dành cho mọi người đó chính là. Đây là từ khóa gì? Chỉ được nói một lần thôi, 15 giây. Từ khóa hả? 5. Công chúa Trần Giang nhà mạng luôn. Nữ bạn Giang con heo. 3, 2, 1. Nhện. Con nhện là đoán chưa chính xác. Phải là người nhện mới đúng. Nhện. Không mà làm vậy thì nói con nhện là đẹp quá. Bây giờ đổi người. Sao không làm cái màn nhện chứ làm cái con ngừ rồi cái bên là người nhện đúng không? Đổi người. Em à đó. Và bây giờ sẽ là từ khóa cuối cùng dành cho các bạn. 30 giây. Mời em qua đây. Tưởng tượng ra. Em cứ góc này góc kia. Rồi vị trí này vị trí nọ. Đây là từ khóa gì? Đoán một lần thôi, không được nói lần thứ hai. Cho nên suy nghĩ thật là kỹ nha. 15 giây. Làm sao mà con bé không hiểu luôn. Từng bộ phận chi tiết lên em. Nàng tiên cá hả? Chết vơi. Nàng tiên cá này nó hơi bị khô tại vì để trên nước nhiều. Dòng một nè với cả cái đuôi nè. Dòng một ở đâu? Dòng một ở đâu? Trên đó bà này hả? Dòng một ở đây. Đây là con mắt. Nè dòng một lại bà. Dòng một đâu mà cái eo vậy? Với. Đây là chị Lâm Khánh Chi làm nha. Dòng một nó nằm ở cái eo nha. Dòng một nằm cái eo nha trời ơi. Kính thưa quý vị. Đây là nàng tiên cá trong trí tưởng tượng của những người lớn. Dạ. Và may quá các bạn nhỏ đừng xem chương trình đoạn này nhé. Mắt con tụi con sẽ bị xóa ký ức về tuổi thơ của mình đó. Rồi nàng tiên cá hoàn toàn chính xác, chúc mừng. Và bây giờ lượt chơi dành cho đội còn lại. Nếu như vượt qua được 2 từ khóa đúng, mình sẽ có luôn gợi ý trong vòng này. Và từ khóa đầu tiên bắt đầu. Rồi sao làm vậy? Vậy làm được. Từng người làm, không làm chung với nhau. Giờ mời Hữu Tín qua bên đây. Đây là từ khóa gì? Xu. Không bao giờ đoán được. Nếu mà đoán được là người nhà của chương trình. Chúng ta sẽ có 15 giây thôi. Hết sức bình tĩnh. Phải tưởng tượng thật là kỹ. Cái này 5. Cái con hoạt hình á. 3. Pokemon. Chính xác, chúc mừng. Cái đuôi con Pokemon là hình sấm sét á. Chính xác luôn. Xin mời lượt thứ hai, có muốn đổi người không ạ? Đang thuận lợi, đang thuận lợi đầu năm đó. Từ khóa tiếp theo của đội bạn là trời ơi. Rồi, hết giờ. Hết giờ. Chuyện. Xin mời anh Hữu Tín. Cái khế trái me. Hình như là có vẻ đội mình có quá nhiều dữ kiện. Cái khế trái me thôi, có gì đâu. Mời anh 15 giây suy nghĩ. Cái khế và trái me. Từ khóa này là gì? Có cái này là cái neo nè. Cái neo là phải ngoài biển rồi. 15 giây thôi, không được cái gì đâu. 10 9 8 7 này mặt trăng nữa hả? 5 4 3 2 1 nói. Thua. Thủy thủ mặt trăng. Về với đội mình. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu. Qua chơi gì nữa. Thắng rồi chơi gì nữa. Bởi vì đội của Dương Thanh Vàng đã chiến thắng 2 từ khóa, cho nên hiển nhiên là đội nhận được thêm gợi ý mới của chương trình. Chúc mừng. Chúng tôi đã quay trở lại và chắc chắn rồi, lại một lần nữa đội của Dương Thanh Vàng đã nhận được thêm một sự gợi ý mới, và lần này tặng thêm kèm cái bút. Chắc chắn sẽ có ấn ý. Mời các bạn. Sau cái cuộc cắm trại chạy hè của các bạn nhỏ thì không biết là các em có tìm được mật thư hay không? Dạ kính thưa chư vị bồi thẩm đoàn. Ngày hôm nay thì đại diện cho phía công tố viên là Minh Đội bên đây, thì em xin công bố dữ kiện mới vừa rồi là nó đưa em một cái mật mã quá trời chữ, trong đó thì yêu cầu là hãy tìm những cái tên mà những cái tên xuất hiện trong đó thì sẽ không phải là người ẩn danh. Dạ. Trong đó mình tìm được 3 cái tên, bởi vì mới kêu mọi người cố gắng tìm là đó là Bảo Lâm, Khánh Ngọc và Yvonne. Còn ở vòng 1 2 người không phải, đó là Hữu Tín và Minh Châu. Cho nên bây giờ 3 người trên bàn đấu bây giờ còn lại ai? Tôi. Mạnh dạ. Vàng với ai nữa? Bà Khánh Chi là 2. Em dạ, con bé mặt tái mét là 3. Bà Khánh Chi bây giờ gạch ba luôn đi. Tôi uống cà phê, tôi bàn với nhau rồi. Là không có đâu. Không phải, bây giờ hồi nãy là lỡ là Lâm Khánh Chi là không có. Bây giờ công chúa có không? Tìm tiếng Anh, tìm từ Princess mà cũng không ra mà. Không có luôn, rồi xong xuôi. Bây giờ thật sự ra nếu như ai muốn nghĩ tôi là người ẩn danh thì cứ nghĩ. Nhưng mà thật sự ra tôi không phải là người ẩn danh. Mà nếu như nghĩ tôi là người ẩn danh này cũng được thôi, có sao đâu. Dạ, 2 câu là 1, cảm ơn chị. Đó là sao? Rất duyên dáng và đáng yêu. Làng vậy đó Vàng. Mời em à. Em không biết phải nói với mọi người như nào, nhưng mà em cũng chỉ muốn nói là em ở phe người, em không phải là người ẩn danh. Như trên Dương Thanh Vàng. Em thì cho tới khi vòng 3 thì em chưa nói được gì cả. Dĩ nhiên rồi, em mà xông xáo như thế này thì mọi người hiểu rồi đó. Em không phải là người ẩn danh. Đó là ba tình nghi đáng nghi nhất, đúng không ạ? Còn những người còn lại thì theo như cái lập luận hồi nãy tới giờ, với hai gợi ý đến từ đội chiến thắng thì Lâm tin không? Không, công chúa là trong diện tình nghi. Bây giờ tôi nghi ngờ bà Ngọc á, mà tại sao giờ bỏ bà Ngọc vậy, là bây giờ học không có hả? Dĩ nhiên. Mày chắc ăn hả? Tên bà Ngọc bỏ ra đầu tiên luôn. Con bé này. Con bé này. Tại sao lại nghi em? Bé nó bị ấp áp úng. Em lúc tưởng nào cái nét là cái nét ngây thơ khờ dại, nhưng không. Đằng sau cái nét ngây thơ khờ dại là một bầu tăm tối, một bầu giấu giếm. Sao lỡ cuối cùng không phải em, không phải là người ẩn danh rồi sao? Tội nghiệp con bé, ca sĩ thôi không phải diễn viên. Mà nhiều khi chĩa mũi dùi vô con bé, xong hồi bên kia là ba người là Khánh Chi và bé áo đỏ với lại Chiếc vàng, hay ba người hả? Đúng rồi, tôi chứ dễ đoán mà. Rồi vậy đó. Không, ý là con vàng rồi nè, phải là em không? Em nãy giờ em rất xông xáo và em thể hiện từ ngay từ ban đầu luôn là em đang tìm người đó đây. Là không phải là em đúng không? Không phải là em. Ok, anh tin em. Rồi rồi, vàng. Rồi. Ủa vậy? Tin người vậy anh? Không tin được. Thì em vàng. Không phải em thiệt. Nói thiệt lòng coi. Mặt đích vàng. Phải em không? Không phải. Cảm ơn cái nét diễn. Dạ, cảm ơn tiểu phẩm vừa rồi của hai anh em. Dạ, cảm ơn. Châu. Dạ. Mời em lên tiếng. Lúc đầu em nghi là anh Vàng này. Nhưng mà nếu như mà một người mà kiểu thể hiện như thế, nếu như mà là một bậc thầy ẩn danh thì người ta sẽ phải giấu đi. Nhưng mà cái người mà em bây giờ em nghi nhất chính là Emma. Phản biện, mời em. Em không tin anh Vàng. Anh ấy đang cố gắng kiểu làm những cái xông xáo đó để che đi cái sự thật là có thể anh ấy là người ẩn danh. Còn em đã nói rồi, em không muốn nói nhiều. Cảm ơn 8 người chơi. Chúng ta vẫn còn một gợi ý cuối cùng nữa. Biết đâu được sẽ bật mí thêm một nhân vật nào đó nữa thì sao, để khoanh vùng nó nhỏ hơn. Cắt bà công chúa ra đi. Hả? Để coi có cắt công chúa ra hay không. Chúng ta sẽ quay trở lại sau ít phút quảng cáo. Xin mời. Quý vị thân mến, Bậc Thầy Ẩn Danh đã quay trở lại với một vòng thi đấu mà Minh Xù tin là rất là ấn tượng và đặc sắc. Và chắc chắn sẽ làm khó những vị khách mời ngày hôm nay với hai đội chơi. Và hy vọng rằng là những người chơi của chúng ta, bên cạnh việc theo dõi, vẫn sẽ tập trung thật là kỹ những tiểu tiết thật là nhỏ của chương trình này. Sau đó chúng ta sẽ đến với những câu hỏi đặt ra thông qua những gì vừa được biểu diễn trên sân khấu. Trả lời được đúng nhiều câu thì chúng ta sẽ là đội chiến thắng và có gợi ý cuối cùng của chương trình. Và bây giờ hãy cùng dành một tràng vỗ tay cho tiết mục Hào khí Việt Nam đến từ nhóm múa Rồng Việt. Xin mời. Nhỏ đeo cái đồng hồ, có mình nhỏ đeo cái đồng hồ. Thấy không? Cái đồng hồ nữ đó, thấy không? Ngàn năm lưu danh sử sách, mẹ Âu Cơ bố Lạc Long Quân cùng trăm con xây cơ đồ. Thời gian qua tiếng súng đời ông cha, rừng xanh giữ gìn bờ cõi, để tương lai con cháu cùng hoan ca. Nữ có hai đôi giày cao gót, hai giày múa cao gót, hai đôi màu kem, bé này màu kem, bé cuối hai đôi, hai màu kem, hai đôi giày cao gót luôn nha, màu cao gót. đạo cụ nè, đem đạo cụ ra nè. Cô đó đem đạo cụ ra nè. Bốn ngoạc 5 kiếm. Một câu tay cho của đoàn Rồng Việt. Chúng ta đang quay trở lại với Bậc Thầy Ẩn Danh và vòng này thì chắc chắn là hai đội chơi của chúng ta cũng đang rất sẵn sàng để trả lời những câu hỏi. Và chúng ta chỉ có 6 câu hỏi mà thôi dành cho cái tiết mục múa rất là ấn tượng vừa rồi. Bởi vì mỗi câu rất ngắn gọn, chúng ta chỉ có 10 giây để hội ý và trả lời. Nếu như đội nào có số lượng câu trả lời đúng nhiều hơn thì sẽ là đội có thêm gợi ý cuối cùng. Câu hỏi đầu tiên như sau. Số lượng vũ công nam và vũ công nữ trong tiết mục chênh lệch bao nhiêu? Trời ơi ba quỷ này. Xong 5. Ủa em phải ghi từng câu nhỏ. Xin mời đáp án 3, 2, 1. Không. Bảy nam bảy nữ. Người ta gọi chênh. Câu hỏi là chênh lệch bao nhiêu phải là đáp án không mới chính xác. Chúc mừng. Không hỏi là có bao nhiêu nam bao nhiêu nữ mà hỏi là chênh lệch với nhau bao nhiêu là không. Đây là một câu đố. Bà công chúa nè. Em bảo anh nói nghe em đi. Bà công chúa nè. Phải nghe thật là kỹ nha Lâm nha. Bởi vì câu hỏi rất đơn giản cho nên sẽ thách đố một tí xíu bằng những cách hỏi. Câu hỏi tiếp theo như sau. Mỗi cây quạt trong tiết mục có bao nhiêu nan? Trời ơi bà cái quỷ này. 10 giây. Không cần 10 giây. Và kết quả là 6, 12. Em, đáp án của em là bao nhiêu? Yvonne, đáp án của em là bao nhiêu? Em nghĩ là 11. 11, sai luôn. Và đáp án chính xác của chương trình đó chính là 9 nàng. Chia buồn với hai đội. Câu hỏi tiếp theo dành cho hai đội như sau. Mở màn tiết mục có bao nhiêu người khuỵ gối? 10 giây. Bắt đầu. Khuỵ gối thôi chị. Nè em chuẩn bị 3. Trả lời luôn. 1. Một là đáp án chính xác chứ. Tính thôi. Cười cho dữ vô. Vậy bà Ngọc đã lừa mình. Có một bà nữ quỳ đầu thôi, quỳ mũi tàu, có một bà nữ thôi. Chính xác là như vậy. Hiện nay điểm số đang là 2-0. Bên này 2, bên này 0 điểm. Và bây giờ câu hỏi tiếp theo như sau. Có bao nhiêu đạo cụ cái cánh bị hư? Trời. 10 giây, bắt đầu. Cái cánh bị hư đó. Sáo. Cái cánh. Đạo cụ là cái cánh. Còn cái cánh. Giống như đem ra lỡ bị hư là cái sáo đem bị hư thôi. Cái quạt nó phải cái cánh. Không, cái cánh. Quạt là khác, cái cánh là cái mà mấy quả mà cầm bay bay. Nó có bị hư không? Không hề hư. Đáp án là trời ơi sao đẹp quá trời. 1 ba bên mình là 1 chính xác, chúc mừng. Yeah. Mình biết hư trước cho bên kia mà mất trước mình đấy. Chúng ta còn 2 câu nữa. Câu hỏi thứ 5 như sau. 3 chữ đầu tiên của bài hát là gì? 10 giây bắt đầu. 5 2 3. Rồi. Hào khí Việt. Hào khí Việt. Và đây là đáp án dựa trên bài hát là Hào khí Việt Nam, có đúng không? Đúng. Đúng. Và câu trả lời không đúng. Câu trả lời chính xác là Việt Nam ơi. Trời ơi, bà hiện nay tỷ số 3-1 rồi, em có gạch vô đây nè, 3-1 rồi. 3-1 rồi, chắc chắn là chiến thắng. Nhưng không, chúng ta vẫn phải hoàn thành xong gói câu hỏi này. Chi vậy? Để lấy câu hỏi danh dự. Chơi cho mình nói quê á. Tôi không cần, tôi thua non. Không, mình tôi chấp nhận mọi người nói tôi là không biết gì hết. Câu hỏi cuối cùng như sau. Tổng cộng bao nhiêu đạo cụ trong tiết mục trên? 10 giây, bắt đầu. Bà Lâm tào lao này nha. Giết quá thì giết. Giặt ra. Cộng lại đi. 13. Viết số 13. Người ta viết chi tiết như vậy. Viết chi tiết vậy luôn. Không biết đếm hả? Người ta hỏi tổng chứ ta đâu có hỏi. 13. Người ta hỏi tổng thì phải trả lời tổng là 13. Đây là đáp án chính xác, chúc mừng. Yeah. Hết rồi. Và thầy rất cũng là dễ dàng để có thể thông báo với 2 đội chơi ra. Đội chơi chiến thắng ngoạn mục nữa, đó chính là đội của Dương Thanh Vàng. Chơi thắng nữa hả? Chơi gì thắng hoài chán quá. Rồi. Đội của mình đã có 3 sự gợi ý và đây là gợi ý cuối cùng, xin mời. Đây là món quà của các bạn. Lấy không? Lấy. Chàng lên lấy. Đó, chàng phải lấy. Ừ đó. Rồi, thảo luận. Nó nghe là mình coi theo cách sang hơn được không? Ủa là sao? Hợp lý luôn. Đại gia đình ơi, rồi xong rồi về đi đại gia đình ơi, xong rồi. Cái này có thực sự là gợi ý không ấy nhỉ? Gợi ý cuối cùng rất đơn giản và đặc biệt hơn hết là cái đội bên này á chơi tình cảm dễ sợ luôn á, giảm được xong kêu bên đây qua giải giùm. Rồi xin mời các bạn chia sẻ lần cuối. Em xác nhận luôn là từ đầu tới giờ là em và anh Hữu Tín chia sẻ rất là chân thành rồi, rất là thẳng thắn, là dòng nào thì em chia sẻ thật dòng đó. Dòng đầu tiên là loại được anh Hữu Tín ra, loại được Minh Châu ra. Dòng thứ hai thì có 3 cái tên hiện lên hoặc là nhiều hơn thì em không biết, nhưng mà chỉ tìm được 3 cái tên trong đó thôi là Khánh Ngọc, Bảo Lâm là 2, Yvonne là 3. Cho còn 3 người còn lại là chị công chúa, con bé Emma, còn em, 3 người. Và dòng cuối cùng đưa ra dự kiện thể thao. Chết không chứ? Là ai biết chơi thể thao? Không biết sao luôn. Có 2 đôi giày thể thao. Giày thể thao thôi. Hay là mặc đồ thể thao. Bà công chúa cắt vô tủ. Rồi, công chúa là coi như là tự nhiên cái cuối cùng phát hiện mà công chúa phải vận động viên thể thao chắc chết. Cái đó là hên xui nha. Sổ số mới biết kết quả. Đúng. Hồi xưa chị có chơi thể thao gì không? Bãi dân tập tạ mà. Ngày xưa có chơi cầu lông. Cầu lông. Có banh đũa không? Bóng chuyền. Bơi lội. Vân vân. Dễ thương quá, con chú dễ thương quá. Mọi người hãy chiêm ngưỡng đi, thể thao không? Không. Vô. Lui cung. Cái này cần thể diện hơn đi vô. Bây giờ thể thao nếu như đối với Lê Dương Bảo Lâm phân tích thì Lâm sẽ phân tích như thế nào? Đôi giày là thể thao. Ôi trời ơi. Và ôi trời ơi. Hai đôi giày. Cái này là snacky. Ồ, đôi của em cũng là sneaker vậy. Chính xác, tôi đồng tình quan điểm này. Hai đôi giày này đều là giày thể thao. Hoặc là có thể là người không đi giày thể thao. Đâu, người ta đúng gợi ý mà. Ơi, cũng có thể nha. Không biết là thể thao là người mà nó có thể thao nào. Không phải là lỗi, bắt qua một bên đi. Hai người thể thao và một bà công chúa không thể thao thì để bà công chúa lại. Nếu mà nói về thể thao, nhìn hai con người này, nhìn Dương Thanh Vàng rất là bệnh, đang bị tâm bệnh đó, nhìn kìa. Đó, nhìn bé là tươi tỉnh hơn, chắc chắn sẽ thể thao hơn. Chính ra hồi nãy anh nói em là mặt của em xanh lét á. Xong bây giờ anh lại nói mặt của em nhìn tươi tỉnh. Chính xác. Hay lắm em, cố lên em. Dạ đúng rồi, em phải bảo vệ bản thân em chứ. Đúng. Mà phải em không? Anh nói thiệt. Phải em không? Vàng, phải em không? Không phải em thiệt anh, tin em đi anh Lâm. Không, tôi bảo vệ hiện trường. Tuy nó đeo len nhưng mà cái mắt dối trá vẫn hiện lên. Không, bây giờ em muốn nghe cái ý kiến mà cái người mà có... Tại lát nữa mình bình chọn á, thì cái số lượng bình chọn nó rất là quan trọng. Và cái người mà có lượng bình chọn nhiều nhất giống như em là Yvonne. Có em được 2 phiếu, Yvonne được 2 phiếu, tức là tới 10 phiếu lận. Cho nên em muốn nghe ý kiến của Yvonne trước. Mời Yvonne. Em thì thực ra đến thời điểm hiện tại em vẫn giữ nguyên quan điểm của em từ đầu là em nghi là ở phía bên team em. Em chỉ nói đến đấy thôi. Em nói quạt mẹt đi. Em tạo điều kiện cho mọi người biện bạch mà. Em á, em nói nãy giờ hết rồi. Tất cả mọi người đều đang không tin em. Cho nên em nghĩ là nếu em càng nói thì mọi người sẽ càng không tin em nhiều hơn. Hợp lý. Không, em cứ nói chứ. Không phải. Hợp lý. Nếu mà em càng nói là em phải càng bể. Bây giờ công chúa sẽ nói tóm gọn lại giờ còn 3 người, Vàng, công chúa và Emma. Trong 3 người là tôi không mang giày thể thao. Cất bà công chúa vô tủ. Ok. Là điều chính xác. Ok, Lâm muốn nói một câu. Mời Lâm. Lâm chỉ muốn nói với bé Ma. Ma ơi, mặt em dính gì kìa? Mặt nạ, lột đi em. Trời ơi, con bé thôi kìa. Sợ quá anh ơi. Thôi đừng sợ, anh ở đây với em, anh ở đây với em. Đừng có ỷ bự, ăn hiếp nhỏ coi chứ. Anh Lâm, nhưng mà anh cũng phải coi kỹ là Vàng nha. Chính xác. Tóm gọn lại một lần nữa, cái việc thú vị của chương trình là nếu như số đông bình chọn mà không chính xác thì chúng tôi cũng sẽ không xác định đó là phần thưởng của mọi người. Nếu như mọi người bình chọn thật là nhiều cho Emma nha. Mà mở ra Emma không phải là bậc thầy ẩn danh thì mọi người cũng không có gì. Mà người còn lại, ví dụ là Dương Thanh Vàng là bậc thầy ẩn danh thì một mình Vàng sẽ nhận được 10 triệu đồng. Phải thật sự là cẩn thận. Bây giờ mời Minh Châu chia sẻ lần cuối với ý kiến riêng của bản thân mình. Em chỉ như Emma thôi. Emma mà không phải là cái đấy thì Emma nhảy lên. Em mà đấu tranh bằng được, đúng không em? Đúng rồi, sẽ kiểu em, không, em không đi. Phải, mọi người phải tin em, kiểu đấy, không, mọi người, nói chung là người rất là, mọi người đang rất là vô lý. Lúc đầu em nhảy cẩn lên thì mọi người bảo là em diễn. Còn tới lúc mà em bắt đầu em mệt, em cãi mệt rồi và em không dám bung lụa quá nhiều thì mọi người bảo là em không như vậy. Mọi người cứ lựa chọn theo cái quán tính của mình, lỡ không đúng cái mất tiền vậy thôi. Phải thật sự là bình tĩnh. Tiếp tục anh Hữu Tín. Tôi loại theo cái dự kiện chương trình cho thôi, đúng không? Vâng. Loại 1, 2 rồi cuối cùng còn 3 người. Thì cái dự kiện cuối là thể thao. Thì anh nhìn bé Nhất Khanh là kiểu ăn mặc thể thao nhất. Ok, ngắn gọn xúc tích, vỗ tay cho bé ngoại nhà em. Tiếp tục chị Khánh Ngọc. Bây giờ đội trưởng của tôi chơi quá tươi mà quá giúp cho cái đội mình xuất sắc. Bây giờ mình không thể nào chọn đội trưởng. Nếu lỡ như cái trường hợp đội trưởng của mình đội trưởng được thì đội trưởng càng có tiền thưởng. Đội trưởng chơi rất là hay là chuyện của đội trưởng phải chơi trong chương trình này với đội của mình để thuyết phục đồng minh. Đúng rồi. Nhưng nếu như đội trưởng lật kèo ở cái phần cuối mà nếu như mà đội trưởng là người ẩn danh đúng không? Đúng. Thì đội trưởng được tiền thưởng đúng không? Em vui cho đội trưởng. Ra ngoài đường em vui cho đội trưởng. Được rồi. Ủa trời, em vẫn vui. Bắt đúng đội rồi. Thấy chưa? Trời ơi trời, trời. Không không, cái này gọi là tinh thần đồng đội là hợp lý luôn. Nhưng vấn đề mọi người phải sáng suốt, đừng để những người vô hại bị triệt, hiểu không? Và bây giờ sẽ là giây phút quan trọng nhất và hồi hộp nhất. Xin được thông báo một lần nữa với hai đội trưởng Dương Thanh Vàng và Yvonne, các bạn sẽ có 2 sự bình chọn cho riêng mình. Có thể các bạn sẽ bình chọn cho một nhân vật 2 phiếu hoặc chia đôi cái phiếu đó ra cho 2 người mà mọi người nghi ngờ. Và bây giờ sẽ là sự bình chọn của 8 người chơi. Quý vị thân mến, giây phút này là giây phút để chúng ta biết được ai là người được bình chọn nhiều nhất trước đã. Sau đó chúng tôi sẽ bật mí quả cầu ấy ẩn chứa vai trò như thế nào. Ánh sáng sẽ tắt đi, xin mời. Ôi, sợ bóng đêm lắm, sợ lắm. Ôi, sợ. Wow. Và ánh sáng dừng lại ở vị trí của người nào, chúng tôi sẽ mở quả cầu bí ẩn ở vị trí của người đó. Chúng ta có 6 lượt bình chọn cho một nhân vật. Và đó chính là ai? Ánh sáng 3, 2, 1, dừng lại. Wow. Hiện nguyên hình đi. Wow. Hiện nguyên hình đi nè. Trước hết chúng ta hãy nghe Emma chia sẻ đôi điều. Mời em. Em cảm thấy rất là thất vọng với tất cả mọi người luôn ấy. Sao vậy? Sao vậy? Tại vì mọi người đoán trúng em à. Rất là tiếc mọi người đúng không em? Rất nhưng mà thất vọng mọi người, tại vì mọi người không tin em đã cố diễn nét ngây thơ trong sáng như vậy mà vẫn bị mấy anh mấy chị lên. Trời ơi, không được. Có cái nét gì ngây thơ luôn á. Đây nè, cáo đỏ kia mà lộ ra thể thao luôn mà tụi nhỏ kia nó suối chị à. Tại em không, em yêu chị tin em. Cho em hỏi là ai bình chọn cho Dương Thanh Vàng vô tay à? Yvonne, em bình chọn cho Dương Thanh Vàng mấy phiếu? 2 phiếu luôn, là Dương Thanh Vàng được bình chọn 4 phiếu. Là 4 phiếu cho Dương Thanh Vàng, 6 phiếu cho Emma. Cho nên chúng tôi buộc lòng phải mở Emma. Trời ơi, mà em một tí nữa nếu mà em không có cái tự hai cái thẻ của em, hai cái lần vote của em là coi chừng em lên luôn rồi đó. Đúng rồi. Và xin được chúc mừng cho những ai đã bình chọn chính xác cho Emma là Bậc Thầy Ẩn Danh. Kết thúc chương trình, phải nói rằng là chúng ta đã có rất nhiều tiếng cười, rất nhiều niềm vui, sự duyên dáng và đặc biệt là sự hồi hộp ở đây. Xin được chúc mừng cho 5 nhân vật nghệ sĩ bên này đã bình chọn chính xác. Giá trị tiền thưởng mang về cho team của mình là 30 triệu đồng. Cùng với đó là một chiếc kỷ niệm chương của chương trình đánh dấu đã đến với Bậc Thầy Ẩn Danh. Đây. Wow. Quý vị thân mến, vậy là ngày hôm nay chúng ta đã khép lại Bậc Thầy Ẩn Danh ở đây với những vị khách mời rất là đáng yêu. Và đừng quên mở TV vào lúc 19 giờ ngày Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình Bậc Thầy Ẩn Danh do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối cùng với công ty truyền thông BEE thực hiện. Đến đây xin khép lại. Minh Xù xin chào và hẹn gặp lại.